tôi thấy thời gian vừa qua lực lượng công an tỉnh nhà đã vào cuộc rất là quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh, và từ đó thì đã bắt nhiều cái vụ buôn bán ma túy lớn và phức tạp trên địa bàn tỉnh, trong đó có vụ là trên 700 kg đầu năm 2019. Và qua cái vụ này thì cử tri rất là quan tâm, bởi vì là cái lượng ma túy rất là lớn, nếu như chúng ta mà không phát hiện được thì đưa vào địa bàn và gây tác hại rất là lớn trên địa bàn tỉnh. Cái thứ hai là liên quan đến người nước ngoài, và cái thứ ba là thủ đoạn rất là tinh vi, cho nên là cử tri rất là quan tâm. Và cũng xin ông giám đốc công an tỉnh cho biết là cái kết quả công tác phối hợp điều tra truy bắt thủ phạm của cái vụ này đến nay như thế nào. Nói về cái vụ 700 kg ma túy đá của đối tượng Đài Loan, thì báo cáo về đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh là hiện nay cái đối tượng người Trung Quốc, người Đài Loan đến Việt Nam của chúng ta để gây án là đã nằm ở mức là báo động. Ở các nơi đã xuất hiện các cái tổ chức lừa đảo, các cái tổ chức đánh bạc và buôn bán ma túy rất lớn. Vấn đề này công an tỉnh đã nhận nhìn được từ lâu, và hiện nay chúng tôi đang quyết liệt để làm chuyên đề này, để quản lý thật chặt người nước ngoài và đặc biệt là người Trung Quốc đến cư trú trên địa bàn Nghệ An. Riêng vụ án 700 kg ma túy đá này thì hiện nay như tôi đã báo cáo hội đồng là chúng ta đã bắt 3 đối tượng người Nghệ An đang tạm giam chờ xét xử. Chúng ta đã ra lệnh truy nã quốc tế 2 đối tượng người Đài Loan, và hiện nay chúng ta đang phối hợp với Bộ Công an và Công an Đài Loan, chúng ta sẽ tiếp tục truy bắt theo kênh của Interpol. Và cùng báo cáo với hội đồng là theo thông báo của Bộ Công an, trong thời gian sắp tới thì cái vụ ma túy này thì cơ quan cảnh sát Đài Loan chống ma túy của Đài Loan sẽ phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an Nghệ An để tiếp tục làm rõ đường dây này. Và hiện nay chúng ta cái vụ này chúng tôi sẽ tách ra 2 đối tượng truy nã, chúng tôi tạm đình chỉ để chúng tôi truy bắt đối tượng, còn 3 đối tượng người Nghệ An chúng tôi sẽ đưa ra xét xử trong thời gian gần đây. Thực tế cho thấy là các đối tượng sử dụng ma túy đã có xu hướng cải hóa gia tăng, thuộc nhiều thành phần nghề nghiệp khác nhau, tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp, ma túy đá ảo giác tăng mạnh, từ đó gây ra nhiều hậu quả đau lòng, phát sinh tội phạm. Mặt khác, những vấn đề quản lý người nghiện ngoài xã hội đang là một vấn đề to lớn đối với cử tri, thì đề nghị ông cho biết thực trạng, nguyên nhân và giải pháp quản lý người nghiện ngoài xã hội. Xin trân trọng cảm ơn. Để đánh giảm được cái địa bàn này, chúng tôi tập trung 4 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là tổ chức lực lượng chuyên trách bắt đồng loạt các đối tượng, các tụ điểm buôn bán ma túy để sạch địa bàn, bắt giam và xử lý bằng hình sự. Vấn đề thứ hai là chúng tôi tập trung cùng với ngành lao động thương binh xã hội đưa tất cả những người nghiện ma túy trên địa bàn đó vào trung tâm cai nghiện hoặc cai nghiện tại xã phường thị trấn. Đây là cách làm thứ hai. Cách làm thứ ba đó là củng cố hệ thống chính trị để làm sạch địa bàn, không để tái diễn phức tạp trở lại địa bàn. Và vấn đề thứ tư là thường xuyên giám sát và tư vấn để giúp chính quyền địa phương giữ vững ổn định địa bàn này. Trong những năm qua, chúng ta làm giảm được tính phức tạp của 58 trên 70 địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy của tỉnh. Vấn đề thứ hai, đại biểu hỏi là chúng ta bắt chỗ này thì còn đòi ra chỗ khác. Thưa bây giờ đại biểu là chúng ta phải nói như thế nào? Khi Sơn La đánh mạnh, các tỉnh phía Bắc đánh mạnh, và khi Nghệ An chúng ta đánh mạnh thì họ lại tràn sang biên giới của những nơi khác. Khi Sơn La người ta tấn công mạnh vũ trang ở những biên giới, nó tràn về địa bàn Nghệ An. Cho nên Bộ Công an nhận định được cái này, và chúng ta phải truy quét đồng loạt ở trên tuyến biên giới của tất cả các tỉnh. Cho nên vừa rồi chúng tôi triển khai 29 đợt truy quét tội phạm ở tất cả các địa bàn biên giới và tiêu diệt một đối tượng. Cho nên vấn đề mua bán tàng trữ ma túy ở khu vực biên giới của chúng ta cơ bản là giảm được. Tuy nhiên đánh ma túy chỗ này nó lại tàn sát chỗ khác, đấy là một quy luật. Ở đâu nước này ở đó nó sẽ tàn đến. Chúng tôi ghi nhận vấn đề này và tiếp tục chỉ đạo. Vấn đề tiếp theo là tội phạm và người nghiện ma túy càng trẻ hóa, trong đó tôi đã báo cáo rồi. Hiện nay toàn tỉnh của chúng ta có 6.832 người nghiện ma túy và 1.544 người nghi nghiện có hồ sơ kiểm soát. Đối tượng sử dụng ma túy rất trẻ và ngày càng phát sinh nhiều các loại tội phạm. Bây giờ công tác quản lý đối tượng nghiện ma túy ngoài xã hội như thế nào? Xin thưa các bậc cử tri, đây là một bài toán kiến thức nan giải.
Nếu chúng ta để đối tượng này ngoài xã hội càng nhiều thì nó gây án ngày càng lớn, đặc biệt là án về ma túy, án về trộm cắp, án về cướp giật và án về giết người. Cử tri chúng ta xem cái phóng sự vừa rồi, một đối tượng bồng con ở trên nhà cũng xuống, đó là đối tượng anh Hà ở Hồng Sơn. Chúng ta đã giải cứu thành công, đây là hiện tượng nào đáng. Và có thể nói rằng là chúng tôi vẫn khuyến nghị tại Quốc hội cũng như tại Hội đồng Nhân dân tỉnh là chúng ta tăng cường để đưa những người nghiện này vào trung tâm cai nghiện. Chứ nếu chúng ta cai tại cộng đồng để ngoài xã hội thì vô cùng nguy hiểm. Có nhiều người nói rằng cần phải giảm cái cai nghiện trung tâm. Nhưng quan điểm của tôi và cơ quan tham mưu thì chúng ta không thể giảm được. Và chúng ta cần phải đầu tư nâng cấp để chúng ta tiếp tục đưa vào quản lý ở đây để hạn chế cái sự phức tạp ở ngoài xã hội. Nếu không chúng ta không làm được. Thì đây là vấn đề tiếp theo mà chúng tôi xin trả lời như vậy. Tất cả những vấn đề này chúng tôi đã tiên lượng và sẽ sẵn sàng tham mưu và xử lý trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Dư luận là cũng không khỏi băn khoăn. Tại sao ta đánh mạnh như vậy mà số lượng ma túy rất nhiều và ngày càng lớn, ngày càng tăng, và từ bên ngoài cũng vận chuyển và thẩm đầu vào thì bầu sâu trong địa bàn của tỉnh ta. Thì muốn hỏi đồng chí giám đốc công an tỉnh, đã có ta có buông lỏng công tác kiểm soát, công tác xử lý hay không? Có thể giả thiết là ma túy được là đang được sản xuất đến địa bàn tỉnh ta hay không? Hiện nay ma túy của chúng ta đang tăng rất mạnh. Theo số liệu tổng kê từ năm 2012 cho đến năm 2015, chúng tôi thống kê giai đoạn thì trung bình mỗi năm Nghệ An chúng ta chỉ phát hiện được khoảng 907 vụ. Tuy nhiên từ giai đoạn 2016 cho đến nay 2019 thì bình quân của chúng ta đã phát hiện là 1.231 vụ. Nếu mà tính cơ học thì một như vậy là trung bình của giai đoạn trước với giai đoạn sau đã tăng đến 325 vụ về ma túy. Số đối tượng phát hiện tăng thêm khoảng 310 đối tượng và lượng ma túy tăng thêm 4 lần. Chúng tôi đánh giá thấp nhất là năm 2012, công an tỉnh và các lực lượng chức năng bắt 871 vụ. Thì đến năm 2019 này chúng tôi đã bắt 1.501 vụ, tăng gần gấp đôi. Đây là một vấn đề rất là nóng ruột. Và vào một cảm tính như vậy. Cái câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta đấu tranh mạnh như vậy mà ma túy càng ngày càng tăng, nguyên nhân vì sao là như vậy? Phải chăng chúng ta làm việc này không phải? Xin thưa với cảm tính như tôi đã phân tích, chúng ta đấu tranh phòng chống ma túy bắt được nhiều thì đấy là thành tích, nhưng đồng thời cái mặt trái của nó đây là vấn đề tiêu cực đang tăng rất mạnh. Và chúng tôi cho rằng nếu mà không bắt được như thế này thì tình hình trật tự xã hội của tỉnh ta còn xấu hơn nữa chứ không phải là nó tốt như bây giờ đâu. Cho nên đây là những cái số liệu mà chúng tôi phải công bố để cho hội đồng và toàn thể cử tri được biết. Để chung sức chung lòng về công tác đấu tranh phòng chống ma túy, chúng ta cần phải có những biện pháp đặc biệt hơn, quyết tâm cao hơn trong thời gian tới. Vấn đề thứ hai là bây giờ giải thích vì sao chúng ta tăng như vậy. Thì chúng tôi giải thích theo mấy cái việc sau đây. Cái vấn đề thứ nhất là ma túy của chúng ta phần lớn là thẩm lậu từ biên giới Lào vào Nghệ An. Với đường biên giới dài 468 km rất hiểm trở, cho nên lực lượng phòng chống ma túy, hải quan, biên phòng kiểm soát cửa khẩu không nổi. Thành thử ra gần 80% lượng ma túy thẩm lậu vào đây. Đấy là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai, lượng ma túy càng ngày càng rẻ và do nguyên nhân là tổng hợp được ma túy sản xuất rất dễ. Giá thành bây giờ giảm. Một bánh heroin cách đây độ khoảng 5 năm thì tầm độ khoảng 250 triệu. Cho đến bây giờ khoảng 150 triệu cho một bánh heroin. Một viên ma túy tổng hợp mua tại khu vực biên giới theo bán chỉ ở tại khu vực biên giới khoảng 150.000 thì về đến thành phố Vinh bán lẻ là khoảng 500 triệu. Như vậy là cái lợi nhuận rất lớn. Và trong lúc đó cái vấn đề điều chế ma túy tổng hợp rất dễ dàng. Đây là nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ ba là tỉnh chúng ta lại ở gần khu vực Tam Giác Vàng, trung tâm sản xuất ma túy lớn của thế giới. Và kính thưa với hội đồng là trong giai đoạn gần đây, theo luật công tác đấu tranh phòng chống ma túy của Thái Lan thì hiện nay Thái Lan đã bắt đầu cho hợp thức hóa cần sa. Lào bên cạnh chúng ta cũng bắt đầu rục dịch muốn hợp thức hóa cần sa. Và do cái lợi nhuận siêu như vậy cho nên vấn đề vận chuyển buôn bán trái phép chất ma túy nó trở
nên phức tạp hơn nhiều so với chúng ta suy nghĩ. Đây là một thực tế. Và còn phải nói thêm một cái nguyên nhân nữa, đó là khi vào địa bàn rồi thì công tác quản lý người nghiện của chúng ta, ý thức trách nhiệm của các cơ quan phòng chống ma túy của chúng ta, tức là các yếu tố về mặt chủ quan của chúng ta chưa đáp ứng yêu cầu như tôi đã trình bày với Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đây là những nguyên nhân làm cho tình hình tội phạm ma túy của chúng ta năm sau vẫn cao hơn năm trước, và chúng tôi dự báo còn tăng nữa, tăng cho đến một cái ngưỡng bảo hòa, sau đó là sẽ giảm dần. Và chúng ta quyết tâm dù tăng chúng ta vẫn phải làm, bởi vì tội phạm ma túy, tội phạm ẩn, nếu công an, biên phòng, hải quan không bắt được thì xã hội phải gánh chịu hậu quả đấy, và không ai thống kê được cả. Khi chúng ta bắt được chúng ta mới đưa vào thống kê, cho nên dù bắt được nhiều chúng tôi vẫn phải thống kê đầy đủ để đưa cái việc này vào thành những cái việc mà chúng tôi làm thường xuyên, đấu tranh quyết liệt đến cùng để đến lúc giai đoạn nó bảo hòa và từ đó nó giảm xuống, như vậy nó mới vững chắc, chứ không bao giờ được giấu số liệu này. Đấy là vấn đề thứ hai của báo cáo. Vấn đề thứ ba, chúng ta có buông lỏng quản lý nhà nước không? Báo cáo với các đồng chí không buông lỏng đâu. Có hai cái mặt, một là biên giới chúng ta quá dài và quá hiểm trở, lực lượng biên phòng hải quan không đủ sức để đảm nhận biên giới. Thứ hai, công tác quản lý của chúng ta ở tại cơ sở nội địa và phong trào toàn dân để dấy lên mạnh mẽ đấu tranh loại tội phạm này đã còn có một mức độ chậm mực, mặc dù chúng ta đã làm rất nhiều việc. Vấn đề thứ ba, có xuất hiện vấn đề điều chế ma túy tổng hợp trên địa bàn không? Cái này trả lời có. Nghệ An chúng ta đã bắt 3-4 vụ điều chế ma túy tổng hợp ở tại quan trung của chúng ta đây, nhưng mà số lượng không lớn. Như tôi đã khẳng định, 80% lượng ma túy chúng ta chủ yếu xâm nhập từ biên giới Lào vào Nghệ An. Cho nên vấn đề sản xuất điều chế ma túy tổng hợp ở địa bàn Nghệ An chúng ta, chúng tôi trả lời là có nhưng mà không đạt bao nhiêu. Do vậy chúng tôi thấy rằng là vấn đề mấu chốt của chúng ta, bài toán tính toán làm thế nào để ngăn chặn được cái cung ma túy từ biên giới vào, đây là một bài toán cực kỳ khó khăn. Và như trước đây các đồng chí biết rằng là đồng chí cục trưởng cục ma túy của Bộ Công an có trả lời trước cái hội nghị quốc tế rằng là Việt Nam hiện nay đã có cây nghị thần để đấu tranh phòng chống ma túy, đó là có cái sự liên lạc với Liên Hiệp Quốc, có cái sự liên lạc với Đài Loan, với các cái nước trong khu vực để thông tin về phòng chống ma túy. Chúng tôi rằng vẫn chưa đủ và chúng ta phải làm quyết liệt hơn. Thế đấy là vấn đề thứ nhất mà chúng tôi xin trả lời như vậy. Vấn đề thứ hai mà đại biểu có quan tâm là hiện nay thì cơ sở dịch vụ của chúng ta có cái tình trạng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở trong này. Báo cáo với cử tri là hiện nay trên địa bàn của tỉnh Nghệ An chúng ta có 3.276 cơ sở kinh doanh có điều kiện để an ninh trật tự. Trong những năm qua các cái cơ sở này cơ bản là hoạt động đúng pháp luật, tuy nhiên cũng xuất hiện một số các cái cơ sở là sử dụng trái phép chất ma túy trong cơ sở của mình. Từ năm 2017 cho đến nay, công an Nghệ An phát hiện bắt giữ tất cả 22 vụ trong các nhà hàng, vũ trường, karaoke. Và mỗi lần chúng ta bắt thì báo cáo với hội đồng là nhiều nhất là khoảng 11-12 đối tượng đổ xuống, không có vụ nào trên 50 đối tượng hoặc 30 đối tượng như các nơi khác. Có nghĩa là có sử dụng ma túy tại vụ trường, tại các nhà hàng, nhưng mà số lượng ít hơn. Quá trình xử lý này thì xin thưa với quý vị hội đồng là vô cùng khó khăn. Theo quy định của pháp luật là hiện nay ấy, và bảo vệ tôi nói về thực tế một chút, hiện nay một số thanh niên, các cháu sinh hoạt là rất tùy tiện, sinh nhật cùng mời ma túy, có sự kiện vui cùng mời nhau sử dụng ma túy. Và theo quy định của pháp luật ta ấy, thì có một cái việc là tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy lại được quy định tại thông tư 17 là người nghiện này tổ chức cho người nghiện khác sử dụng trái phép chất ma túy thì không phải tội tổ chức sử dụng, mặc dù họ có đầy đủ hành vi từ việc tổ chức đưa ma túy trái phép vào người khác, chuẩn bị ma túy, chuẩn bị công cụ, nhưng mà chúng ta không xử lý được hình sự. Đây là một trong những điểm sơ hở mà chúng tôi đã kiến nghị quốc hội cần sửa đổi thông tư 17, cũng kiến nghị ban và bốn ngành trung ương sửa đổi thông tư 17. Cho nên toàn bộ việc bắt trong vụ trường này chúng ta chỉ xử lý được 3 việc. Việc thứ nhất là những người nghiện chúng ta xử phạt vi phạm hành chính theo quy định 167, phạt từ 500 cho đến 1 triệu, chia đều bình quân ra 700 người. Ai nghiện ma túy chúng ta phạt thế. Thứ hai, lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện nếu đủ điều kiện. Và cái thứ ba đó là
đối với Vũ Trường, nếu chứa chấp biết nhưng mà làm ngơ, chúng ta xử phạt được khoảng 750 triệu cho một cơ sở. Và trong 22 vụ chúng tôi bắt giữ thì mới xử lý được có 3 Vũ Trường, 3 cái nhà hàng, khách sạn làm ngơ để cái ma túy xảy ra trong địa bàn mình quản lý và xử phạt được 3 vụ thôi. Còn toàn bộ nữa thì chúng ta chỉ xử phạt hành chính. Đây là một thực tế. Và cùng báo cáo thật với Hội đồng Nhân dân tỉnh là lực lượng công an hiện nay đang còn rất nhiều vụ việc, gần 180 vụ việc các đối tượng liên ma túy tổ chức cho người đã sử dụng trái phép chất ma túy, có đủ căn cứ để xử lý về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhưng mà do quy định của thông tư 17 cho nên không xử lý được. Đây là một trong những sơ hở mà trong thời gian tới chúng ta cần khắc phục.